Một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một em học sinh tử vong tại chỗ, hai em bị thương nặng xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 43 phút ngày 27 tháng 5, tại tuyến đường Hà Hoa thuộc thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, một em học sinh tên là NQA, sinh năm 2006, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38K1138XX, chở theo hai người bạn cùng sinh năm 2006 và cùng trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, lưu thông từ hướng quốc lộ 1 lên Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Hoa, đã đâm vào bồn hoa cây cảnh và cột cổng nhà dân bên đường. Vụ tai nạn đã khiến cho người dân sống xung quanh hết sức bàng hoàng. Là đúng là người dân là gọi như nghe tiếng bom nổ luôn. Cứ nghe ở đâu cũng thấy, mà ra từ hiện trường là thấy cái cảnh là ba em học sinh, nhưng mà này là hai em bị nặng. Cho nên là người dân là vô cùng là khiếp sợ. Theo thông tin, cả ba em đều học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thường xuyên huyện Kỳ Anh. Trên đường đi học về thì xảy ra vụ việc đau lòng. Đến nay vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ở đây thì chúng tôi thấy là như vừa rồi là cái vụ tai nạn này thì ba em học sinh là điều khiển phương tiện xe chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện. Và thứ hai là trong cái quá trình di chuyển thì các em đã không làm chủ được tốc độ, và thứ hai là năng lực điều khiển phương tiện là cũng đang rất yếu. Vì vậy là dẫn đến là các em đã mất lái và đã xảy ra cái vụ tai nạn là rất là thương tâm. Trên địa bàn huyện Can Lộc vừa qua cũng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một học sinh điều khiển xe máy điện với một phương tiện ô tô trên tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Nghèn. Vụ va chạm khiến cho học sinh bị thương nhẹ và hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân là do tuyến đường mới được đưa vào khai thác, mặt đường rộng, thoáng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ít, nên người điều khiển hai phương tiện có tâm lý chủ quan, thiếu chú ý quan sát khi đi qua nơi giao nhau, dẫn đến va chạm. Các chủ phương tiện điều khiển phương tiện khi đi qua ngã tư là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi đi qua ngã tư, dẫn đến tai nạn. Qua cái vụ việc vừa rồi thì thấy là trên địa bàn tình hình là các em học sinh thanh thiếu niên điều khiển phương tiện các loại xe máy điện là điều khiển rất là có ý thức tham gia giao thông là còn kém, chưa có cái gọi là để mà đảm bảo an toàn cho mình và các phương tiện khác. Cũng trong thời gian qua, vào đầu kỳ nghỉ hè, ghi nhận trên địa bàn cả nước cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong quản lý con em mình. Bởi trong năm học, lộ trình lịch đi học rõ ràng, được nhà trường quản lý chặt chẽ, đã phần nào hạn chế được tình trạng mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, thời điểm nghỉ hè, các em tham gia giao thông nhiều hơn, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận các em học sinh lại không được duy trì như thời gian còn tới trường. Trong khi đó, thời gian nghỉ hè, các hoạt động vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi, học sinh có tâm lý thoải mái, xả hơi sau năm học. Do đó, tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, trêu ghẹo nhau trong quá trình tham gia giao thông có phần tăng lên, gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Các em là thời gian nghỉ hè là thời gian vui chơi sau một cái kỳ học dài thì sẽ có cái tình trạng là các em tụ tập tại các cái địa bàn tuyến công cộng, đầu trần, điều khiển xe máy tốc độ cao, tham gia vào các cái hoạt động như bia, game, net, và bên cạnh đó là có một số cái hoạt động đối với một số trường hợp là các em tham gia đi học thêm tại các cái trung tâm giáo dục, các cơ sở giáo dục thì sẽ do không có sự quản lý của các đơn vị chức năng là sẽ tiếp tục sử dụng các cái phương tiện như xe máy điện để điều khiển vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong và thương tích nghiêm trọng đối với trẻ em tại Việt Nam. Sau tai nạn đuối nước, trung bình mỗi năm có hơn 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Và tại Hà Tĩnh, tỷ lệ tai nạn giao thông ở đối tượng dưới 18 tuổi là 10,4% trên tổng số 357 vụ tai nạn năm 2023. Theo đánh giá của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ có xu hướng gia tăng trong khoảng thời gian nghỉ hè, cả vùng nông thôn và đô thị. Do đó đặt ra những yêu cầu cấp thiết về công tác quản lý của các bên liên quan đối với đối tượng học sinh trong dịp hè.
ngày 23 tháng 5 năm 2024, Sở Dục Đào tạo đã ban hành văn bản số 1048 hướng dẫn về các hoạt động trong dịp hè. Trong đó thì triệt để khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các nền tảng mạng xã hội để thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh, không vi phạm các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn về trong quá trình tham gia sinh hoạt tại địa phương. Tuyên truyền đến các học sinh trong mùa thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2024 và kỳ nghỉ hè đảm bảo an toàn giao thông và triển khai kịp thời các giải pháp từ cấp cơ sở đến các sở ban ngành địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. Năm học kết thúc, ngành giáo dục đã có văn bản bàn giao việc quản lý học sinh cho địa phương quản lý với nhiều hình thức, trong đó có việc kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với các em. Nhưng quan trọng nhất, trách nhiệm quản lý các em học sinh trong kỳ nghỉ hè trước hết vẫn thuộc về gia đình. Việc giao phương tiện khi chưa đủ tuổi điều khiển, buông lỏng sự quản lý con em đang là tình trạng phổ biến dẫn đến nguy cơ mất an toàn đối với học sinh trong dịp hè. Khi sự cố không mong muốn xảy ra, gia đình và chính bản thân các em sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất. Do đó, ngoài sự chung tay của các bên liên quan như nhà trường, lực lượng chức năng, xã hội, thì trước tiên chính là trách nhiệm của gia đình nhằm hình thành ý thức tham gia giao thông của con em. Chúng tôi nhận thấy là sau những cái vụ tai nạn giao thông thì trách nhiệm của gia đình và bố mẹ là điều rất là quan trọng để giáo dục con em. Nhờ may mà có sự việc xảy ra thì là việc đầu tiên là cũng là trách gia đình, là cùng hậu quả là cùng gia đình phải gánh chịu. Cho nên là gia đình là rất là sát sao để quản lý con em của mình. Đồng hành cùng với gia đình, lực lượng chức năng trên địa bàn đã tăng cường các hình thức tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn đội, tổ chức sinh hoạt, quán triệt ký cam kết cho từng học sinh. Ra quân xử lý vi phạm liên quan đến các đối tượng là học sinh tụ tập ở các địa điểm công cộng. Phối hợp với phòng giáo dục, làm việc với các trung tâm tiếng Anh, kỹ năng sống và giao trách nhiệm quản lý các em trong quá trình tham gia sinh hoạt hè. Trong tháng 6 là các cơ sở đoàn xã thị trấn sẽ phối hợp với công an xã thị trấn tổ chức đồng loạt công tác ký cam kết vận động cá biệt đối với các trường hợp học sinh, đoàn viên, thanh niên về nghỉ hè trên địa bàn. Tiếp tục là trên cơ sở rà soát các cái trường hợp có phụ huynh, bố mẹ đi làm ăn xa hoặc là bố mẹ đi xuất khẩu lao động thì trực tiếp đến tận các cái gia đình để vận động cá biệt, ký cam kết đối với những người giám hộ. Cùng với công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là ra quân xử lý các vi phạm tại các cái địa bàn tuyến công cộng và đặc biệt là hoạt động của thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách đánh võng và vi phạm trật tự an toàn giao thông khác. Cùng với các biện pháp đồng bộ trong quản lý học sinh trong dịp hè, thì các cấp chính quyền, đoàn thể cũng cần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ. Về lâu dài là chiến lược thu hút đầu tư, xây dựng các dự án khu vui chơi cho trẻ em trong dịp hè. Trước mắt là tổ chức các hoạt động tập thể, sinh hoạt hè tại tổ dân phố, khu dân cư, nhằm quản lý học sinh một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần quản lý chặt phương tiện, giáo dục con em chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Đó là những giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, góp phần mang lại bình yên cho mọi người, mọi nhà.